Thưa quý vị, thành phố Bến Tre sẽ tổ chức test nhanh cộng đồng, thiết lập, xây dựng, mở rộng dùng xanh. Đối tượng được thực hiện lấy mẫu test nhanh gồm đại diện hộ gia đình, công nhân, người lao động tại các công ty doanh nghiệp, nhân viên, người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, nhân viên, người lao động tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, Thành phố Bến Tre bố trí 18 điểm thực hiện lấy mẫu test nhanh tại các xã phường như sau. Phường An Hội tại trường tiểu học Bến Tre, phường 4 tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh, phường 5 tại trạm y tế phường 5 công viên Hoàng Lam, phường 6 tại trường tiểu học phường 6 trường cao đẳng y tế, phường 7 tại trường trung học cơ sở Mỹ Quá, phường 8 tại trường mầm non Rạng Đông, trường mầm non Bảo Quyên, phường Phú Khương tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thành phố, trường cao đẳng cơ sở 3, phường Phú Tân tại trường trung học cơ sở Vĩnh Phúc, xã Sơn Đông tại trường trung học cơ sở Sơn Đông, xã Bình Phú tại trường tiểu học Bình Phú, xã Mỹ Thành An tại trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, xã Phú Nhuận tại trường trung học cơ sở Hoàng Lam, xã Nhân Thạnh tại trường tiểu học trung học cơ sở Nhân Thạnh, xã Phú Hưng tại trường tiểu học Nguyễn Trí Hữu. Về phương thức thực hiện, đối với hộ gia đình sẽ tổ chức xét nghiệm 100% hộ gia đình trên toàn thành phố theo hình thức lấy mẫu đại diện cho từng hộ theo phương thức gợp mẫu đôi. Đối với công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ sẽ tổ chức xét nghiệm 100% mẫu đơn 72 giờ lần 1 vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, lấy mẫu đại diện nhóm 10 người, 72 giờ lần 2 vào ngày 27 tháng 8 năm 2021, lấy mẫu đại diện nhóm 10 người. Người đại diện nhóm lần này khác người đại diện nhóm lần trước và thực hiện mẫu gộp 3 nhóm. Đối với các công ty, doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thực hiện test trong 2 ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2021 tại 18 điểm thực hiện xét nghiệm đã được bố trí theo thỏa thuận. Riêng test lưu động sẽ thực hiện đối với các trường hợp không di chuyển được như người già, người bị bệnh tật